Tích Chu. Ngày xưa có một bạn tên là Tích Chu. Bố mẹ Tích Chu mất sớm, Tích Chu phải ở với bà. Hằng ngày bà phải làm việc quần quật để kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thứ gì ngon bà đều nhường cho Tích Chu. Ban đêm khi Tích Chu ngủ thì bà thức để quạt. Thấy bà thương Tích Chu, có người nói với bà: Bà ơi, lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà. Thế nhưng, Tích Chu lớn lên lại chẳng thương bà. Bà thì suốt ngày làm việc, còn Tích Chu suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại tham khổ, nên bà thì ốm. Bà lên cơn sốt, nhưng chẳng ai trông nom. Tích Chu mãi rong chơi với bạn bè, chẳng nghĩ gì đến bà đang ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá, liền gọi: Tích Chu ơi, lấy cho bà ngụm nước, bà khát khô cả cổ rồi. Tích Chu ơi. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không thấy Tích Chu đáp lại. Mãi sau, Tích Chu thấy đói, mới chạy về nhà để kiếm cái ăn. Tích Chu hết sức ngạc nhiên khi thấy bà đã hóa thành chim và vỗ cánh bay lên trời. Tích Chu hoảng quá, kêu lên: Bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu, cháu sẽ mang nước cho bà. Bà ơi! Cú, 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 chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không chịu nổi, phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu. Nói rồi, chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá, vội chạy theo bà, cứ nhằm theo hướng chim bay mà chạy. Cuối cùng, Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối mát. Tích Chu gọi: Bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa. Cụ, 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 muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại được nữa đâu. Nghe chim nói, Tích Chu oa lên khóc, Tích Chu thương bà và hối hận. Giữa lúc đó, một bà tiên hiện ra, bà tiên bảo Tích Chu: Nếu cháu muốn ba cháu trở lại thành người, thì cháu phải đi lấy nước suối tiên cho ba cháu uống. Đường lên suối tiên xa lắm, cháu có đi được không? Nghe bà tiên nói, Tích Chu mừng rỡ vô cùng, vội vàng hỏi đường lên suối tiên. Rồi chẳng một phút chần chừ, Tích Chu hăng hái đi ngay. Trải qua nhiều ngày đêm lăn lộn trên đường, vượt qua rất nhiều nguy hiểm, cuối cùng Tích Chu đã lấy được nước suối về cho bà uống. Bà Tích Chu uống nước suối tiên, đã trở lại thành người và về ở với Tích Chu. Từ đấy, Tích Chu yêu thương, chăm sóc hết.